TFS là một hãng phim có một bề dày lịch sử truyền thống tốt đẹp. Đó là cánh chim đầu đàn của thể loại phim truyền hình Việt Nam. Thực sự là một cái mạnh thường quân về nghệ thuật. Một đội ngũ sáng tạo và chuyên nghiệp. Chiêu hiền đại sĩ. Có rất nhiều các thế hệ đạo diễn rất là tài năng. Chân tình trong cách đối xử. Tự do sáng tác, tự do tư duy. Ngày càng phát triển, mạnh mẽ hơn. Nơi đây tôi đã sống và làm việc. Và tôi nghĩ rằng cho đến lúc hơi thở cuối cùng, anh sẽ biết ơn suốt cuộc đời này. Hết sức tự hào. Được sống, được làm việc, được gắn bó suốt cái hành trình 30 năm của hãng phim TFS. Kính thưa quý vị, từ khi thành lập, phim tài liệu được xác định là một thế mạnh và là một đặc sản của hãng phim. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi lại quá trình xây dựng mảng phim tài liệu tại TFS suốt 30 năm qua. Sở trường của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngay như sở trường của tôi cũng thế thôi, là cái thế mạnh là chúng tôi làm phim tài liệu. Một cái đơn vị sản xuất ra những cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật thì nó đầu tiên là phải tạo làm sao cho được một cái uy tín, cái uy tín đối với xã hội, đối với người xem. Buổi đầu của TFS phát triển để cho cái tiếng vang nó rộng ra đó là phải bằng phim tài liệu. Như vậy là bắt đầu từ cái cảm hứng đó mà chúng tôi nhập vào hãng phim và làm việc suốt mấy mươi năm. Cảm thụ được bầu nhiệt huyết xông pha từ nhà cầm quân Phạm Khắc, trước đó là một phóng viên chiến trường, những thành viên ban đầu của hãng phim truyền hình đã nhanh chóng nhập cuộc, dấn thân vào hành trình kể sử bằng phim. Xuất phát điểm của đội nòng cốt này là các cựu chiến binh được cử đi đào tạo về điện ảnh. Nên từ những tập phim tài liệu đầu tiên, hãng phim truyền hình đã tạo nên được dấu ấn riêng của mình. Phim tài liệu nó mang tính chất nền tảng làm những cái phim chuyên nghiệp, vì đây là những người làm điện ảnh chuyên nghiệp. Khi mà nói tới uy tín của hãng TFS, tự nhiên đó là đi ai cũng thích, ai cũng khoái cả. Thành ra mình đi làm là mình thấy sung sướng lắm, người ta hỗ trợ. Sư đoàn 9 với lại là cánh hoa ngược dòng đó, là phát pháo đầu tiên. Nhưng mà tới ký ức Điện Biên và cái đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì là đúng là đại bác mới gửi cho tôi cái thư này, nói cái chuyện đó hình như nó có một cái gì đó riêng, có cái gì đó muốn khoe đó. Nhưng đến nay đó thì tôi kiên quyết nói ra, coi như là đây là lần đầu tiên công bố nha, công khai cái bức thư này, vì đó là chuyện 30 năm của hãng phim. Và đây là cái chuyện của tập thể hãng phim. Bắt đầu từ những phim về chiến tranh thì TFS phát triển nguyên một cái dệt phim về truyền thống, hãy nói là rất là độc đáo. Có thể nói, đề tài truyền thống cách mạng chiếm một lượng lớn trong khối lượng phim tài liệu khổng lồ của TFS. Trong đó phải kể đến dòng phim chân dung các lãnh tụ cách mạng, các tướng lĩnh, anh hùng liệt sĩ, dòng phim về chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng, về các trận đánh, chiến dịch lịch sử. Đó là những tập phim truyền tải thông điệp về lòng yêu quê hương, truyền thống đấu tranh hào hùng, dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kho phim tài liệu về đề tài truyền thống cách mạng của TFS như những cuốn sách lịch sử sống động, chân thật và đầy cảm xúc. Đến khoảng những năm đầu của thế kỷ 21,
hãng phim TFS Tiên Phong thực hiện hàng loạt ký sự mà sau đó đã lập nên nhiều kỷ lục tại Việt Nam. Vợt phim ký sự là gây dấu ấn rất đậm, công trình đầy phàm khắc, ấp ủ rất lâu. Tình yêu của tôi đối với dòng sông này là hết sức là lớn lao. Do đó mà khi có điều kiện thì tôi nghĩ rằng là trong sáng tác của mình cũng phải để một cái thời gian nào đó để mà làm cái phim tài liệu về dòng sông Mekong. Thì may quá là Trần Đức Tuấn là người chia sẻ được ngay cái đó. Có những cái trận đi là gì, gặp rông ở ngã ba sông mà phải nằm dạt xuống, nó cuộn cuộn thế này, lốc này, không là nó bay người lên ngay. Đứng trên những cái thảo nguyên mà có độ cao địa hình rất lớn ấy, thì không khí nó cực loãng, nó mệt lả, nó gần như sắp chết. Có lần là gì, tôi phải ngồi trong xe hơi rồi là cho anh em ta vào ta ăn, vào tiệm cơm ăn hết, còn mình ngồi đấy là thở oxy. Trông thảm hại lắm. Có chỗ là gì, phải anh em nó phải dừng lại, bác sĩ họ không cho lên cao nữa, nó phải ở lại. Vậy đấy là những cái mà người xem người ta thích và người ta biết thêm được những cái thông tin rất mới bằng cả hình ảnh. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai, họ biết được cái nền văn hóa. Theo bước chân của những con người Việt Nam đam mê khám phá, mang trong mình tình yêu và sự ngưỡng vọng đối với con sông vĩ đại, dòng Mekong dần dần hiện ra rõ nét, được định hình và mô tả không chỉ bằng con số, đường vẽ trên bản đồ, mà còn bởi văn hóa, cảm xúc và niềm tự hào. Thiên ký sự này như bộ tuyển tập dư địa chí về một dòng chảy xuyên qua bao quốc gia, mang theo nó những câu chuyện lịch sử mà chỉ có Mekong ký sự ghi lại được. Buổi tối đấy, mà đi lang thang trên đường đấy, thì tôi cứ thỉnh thoảng lại nghe cái nhạc mở đầu cho Mekong. Nó vang từ trong nhà, các cái nhà dân, trong các cái tiệm buôn, trong các cái quán cà phê ra, nó văng vẳng bên tai mình và mình thấy xúc động vô cùng. Trong xóm người ta tìm gặp tôi, người ta nói bảo phim hay quá. Lúc mà tôi đi chỗ Nguyễn Huệ, có những cái toán Việt kiểu đi nhìn thấy tôi thì họ dừng lại nói chuyện này, nói chuyện về Mekong ký sự. Và sao là không lại biết, và nhìn thấy ông tôi biết ngay. Đến Ấn Độ, đến cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, đến cổng họ ùa ra tất cả hàng chục nhà sư, rồi Phật tử cũng rất nhiều. Họ ra đón, họ đón nồng nàn lắm, rồi dắt tay vào, rồi họ giới thiệu với nhau đây là Mekong ký sự. Chúng ta làm được một cái việc lớn, cũng không có tiền lệ ở Việt Nam. Tại vì đi kiếm một format mang tính chất thương mại, thì chúng ta đến với công chúng ở trong nước và ngoài nước bằng cái format của ta, cái do ta làm ra, bằng cái con người và bằng phương tiện ta có. Đó là cái đặc điểm hết sức rõ của TFS. Với sứ mệnh phụng sự đất nước, những nhà báo, nhà làm phim tài liệu tại TFS đã không ngần ngại dấn thân vào những mảng chủ đề đôi khi bị đánh giá là khá khô khan, và biến nó trở nên gần gũi, dễ đi vào trái tim của khán giả xem đài. Nếu hoài niệm là điều khiến ta càng về già lại càng thương nhớ, thì những bộ phim tài liệu của TFS là những thước phim càng lưu giữ lâu lại càng trở nên quý giá biết chừng nào. Phim tài liệu truyền hình của TFS cũng đã có một kho lưu trữ rất là lớn. Cái lịch sử hào hùng của dân tộc ta nói lên những cái gương mặt, những cái dấu ấn đã để lại trong lòng khán giả, trong lòng người dân Việt Nam của chúng ta, đều nằm trong cái kho tàng của phim tài liệu. Đó là một cái tài sản mà tôi nghĩ là không chỉ ngày hôm nay mà còn có thể là cho các cái thế hệ sau nữa. Nó như là một cái nguồn tư liệu lịch sử về đất nước, về con người và danh lam thắng cảnh của Việt Nam chúng ta, cũng như là các cái nơi mà hãng phim đã từng đi qua. Cái kho tư liệu khổng lồ đang được lưu trữ đó chính là cái lịch sử của thành phố
Dĩ nhiên nó không bao quát 100%, nhưng nó cũng là những cái lịch sử đáng để lưu lại. Nhiều rài của bạn ở các tỉnh, thành phố khác họ vẫn cũng là muốn làm sao mà có được một cái kho tàng phim tài liệu kiểu như TFS. Mà tôi cho rằng là đó cũng là cái thành công á, chứ mà bây giờ có lẽ nếu có tiền bạc chưa chắc chúng ta làm được. Những ngày dịch bệnh Covid-19 hoành hành, dầu rắc tang thương và sợ hãi trên khắp mọi miền, ekip làm phim của TFS vẫn xông pha đến các bệnh viện dã chiến, đến từng điểm hỗ trợ cộng đồng, các tụ ATM đầy tình nhân ái để ghi lại những thước phim đánh dấu một giai đoạn lịch sử của đất và người thành phố. Trước những cái sự hy sinh thầm lặng, những cái sự cố gắng vượt bậc của các đội ngũ y bác sĩ, họ đã phải từng ngày từng giờ giành giật lại cuộc sống cho những bệnh nhân Covid. Gần như họ đã bị vắt kiệt trong cái cuộc chiến chống lại cái bệnh dịch này. Chúng tôi đã tự thấy rằng mình phải cố gắng để qua những cái khung hình của mình làm cho khán giả có thể biết thêm phần nào về cái sự hy sinh thầm lặng đó của những người, con người được mệnh danh là thiên thần áo trắng. Với một cuộc sống rất là sôi động và rất nhiều những cái biến chuyển, thì mình thấy là một cái chất liệu của tài liệu rất là nhiều ở khắp nơi, thì làm sao để các đạo diễn trẻ có thể là tiếp cận với những câu chuyện này, quan sát và có cái khát khao và dấn thân trong việc là tìm hiểu những cái câu chuyện từ chính cái hiện thực cuộc sống và đem tới cảm xúc chân thật nhất với người xem. Việc làm phim tài liệu không dành cho những ai lười biếng và e sợ. Càng trong những thời khắc khó khăn, người làm phim lại càng phải xông pha, lưu lại bằng được hình ảnh mà có thể sẽ không diễn ra thêm bất kỳ một lần nào nữa. Những khung hình lại càng phải mang cảm xúc, không chỉ đơn thuần là mô tả, mà là chia sẻ, tâm tình về sự việc mình đang chứng kiến. Nhiều năm qua, TFS vẫn ý thức được sứ mệnh thiêng liêng của mình trong việc ghi chép lại lịch sử của thành phố và đất nước bằng những chiếc máy quay và bởi những tâm hồn biết rung động vì cái đẹp, biết trăn trở vì hai tiếng đồng bào. Bao nhiêu năm rồi, nhìn lại thế hệ đi trước hay là những cái thế hệ kế tiếp, thì tôi luôn luôn có một cái cảm xúc rất là mạnh là nghề nghiệp chúng ta nó có sự nối tiếp. Cái cách thức kể chuyện trong cái sự tin cậy và trung thực của thông tin, cũng như là trong cái nghệ thuật thuyết phục khán giả, thì được kế thừa qua rất nhiều thế hệ. Thế hệ vàng của phim tài liệu TFS là các anh các chú mặc dù đã về hưu, nhưng mà khi có một cái sự kêu gọi các anh chị trở về cùng làm những cái đề tài để phát sóng á, thì các anh các chị các chú cũng rất là sẵn lòng, thì họ trở về họ cùng làm để có tác phẩm lên sóng, và đồng thời cũng về để chia sẻ những kinh nghiệm. Xin cảm ơn tất cả các chú các anh, những thế hệ đi trước đã từng giúp đỡ tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ của TFS để tiếp tục phát huy những cái giá trị tốt đẹp, cũng như là làm tốt những cái tác phẩm để phục vụ khán giả. Kính thưa quý vị, khi những sản phẩm của TFS ngày càng trở nên phong phú về nội dung và đề tài, thì cần một chương trình riêng để phát huy tối đa tiềm lực của đơn vị này. Chính vì thế mà tạp chí Văn nghệ đã ra đời và tồn tại đến nay là 22 năm. Tiền thân của tạp chí Văn nghệ là Diễn đàn Văn hóa Nghệ thuật. Đây được xem như quá trình tập dượt, cách làm tin, xây dựng tiết mục để chuẩn bị cho kết cấu hoàn chỉnh của một chương trình tạp chí truyền hình chuyên về văn hóa và nghệ thuật.
Để tạo nên thương hiệu cho tạp chí văn nghệ, các anh em TFS đã tổng lực, hợp sức, chăm chút nuôi dưỡng đứa con tinh thần này, tạo mọi điều kiện để chương trình được phát triển và mang dấu ấn riêng. Tạp chí văn nghệ từ khi ra đời đã thực sự trở thành một bữa tiệc tinh thần cuối tuần dành cho khán giả HTV với những chuyên mục như Dọc đường đất nước, Kỷ lục Việt Nam, phim ngắn và phim dài tập. Có tạp chí văn nghệ là có một nơi để những người trẻ tại hãng phim thỏa sức sáng tạo và sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân thành phố. Chương trình tạp chí văn nghệ nó là đầu ra của hãng phim, là nơi tiêu thụ sản phẩm của hãng phim. Tất cả những cái sự kiện văn hóa diễn ra hàng năm, hàng tháng, hàng tuần là tạp chí văn nghệ là có mặt. Chúng tôi đã nỗ lực ghi nhận lại. Suốt từ năm 1999, từ khi ra đời, rất nhiều chuyển biến, những cái chính thống, những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của người dân, rồi những cái sinh hoạt văn hóa tinh thần, những sinh hoạt vật chất của người dân được tạp chí văn nghệ cần mẫn lưu lại. Cho nên chúng tôi tồn tại tới ngày hôm nay cũng vì cái mục tiêu đó, cũng được giao nhiệm vụ từ đài, nhưng chúng tôi nỗ lực làm cho được các bạn. Các hạ tầng Internet và ngành truyền hình đã bước sang một cái giai đoạn rất mới. Chúng tôi phải đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt. Ai cũng có thể làm truyền hình được hết. Và rất nhiều kênh, rất nhiều đài ra đời. Đó là động lực để chúng tôi tự thay đổi chính mình để làm sao trụ lại được trong cái bối cảnh cạnh tranh quyết liệt đó. Nhưng nó cũng đặt ra cái khó khăn. Chọn lọc như thế nào để mới, lạ, hấp dẫn, nhưng phải giữ cho được cái bản sắc của TFS. Có rất nhiều con đường để tiếp cận khán giả, và hãng phim chọn con đường được xây dựng bằng những viên gạch của sự chất lượng, uy tín và thân thiện. Thị hiếu, nhu cầu, thói quen thưởng thức các chương trình truyền hình của công chúng là một biến số thay đổi liên tục. Và TFS 30 năm qua vẫn miệt mài đưa ra lời giải cho bài toán chinh phục hàng triệu con tim. Không dừng lại ở con số 30, hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới và cống hiến để từng tác phẩm đều là một món quà tinh thần mà TFS gửi tặng đến những người yêu thương. Chúng tôi rất tự hào được sống trong một cái gia đình mà chúng tôi thường nói là đó là một cái gia đình nghệ thuật, với một cái tình cảm, với một cái không khí rất là thân thiện, gần gũi. Từ thế hệ các chú, các anh đến tôi và các em sau này, nó luôn luôn có một cái sự gắn kết với nhau. Không chỉ là lực lượng sản xuất nghệ thuật đâu, mà có cả các anh chị ở bộ phận hành chính hay là các anh chị ở khâu hậu kỳ, khâu kỹ thuật viên á, thì các anh chị cũng làm việc hết sức mình. Làm với một tâm thế là làm để phát triển mái nhà chung của TFS. Xin tri ân tất cả các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, các đạo diễn, các quay phim, diễn viên và các ekip khác đã cùng với hãng phim làm ra được các cái sản phẩm mà được nhiều khán giả đánh giá tốt. Và không thể quên được một cái tạo được cái thành công, đó là cái lượng khán giả xem chương trình của TFS cũng như là của HTV
cũng đã luôn đồng hành cùng với các cái đội ngũ của anh em của TFS trong suốt cái thời gian 30 năm qua. Kính thưa quý vị, suốt 30 năm qua, chúng tôi, những người đã và đang làm việc tại hãng phim, đều rất tự hào về đơn vị mà mình đã dành hết tâm huyết để xây dựng. Tôi hy vọng rằng nhiều năm sau này nữa, TFS sẽ vẫn là cái tên sống mãi trong lòng của tất cả chúng ta. Chúc mừng TFS tuổi 30. 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 Chúc mừng TFS tuổi 30.